Đây các bạn sẽ mua, đây đây đây, các bạn sẽ mua vé ở phía ngoài đó để bắt đầu đi vào bên trong ngay trước ba gian chặn cửa đó. Rồi sau đó mình sẽ đi vào, mình sẽ có một bạn thuyết minh sẽ đón đoàn và giới thiệu cho quý vị khu vực cổng phía nam, cổng chính của thành Nhà Hồ là ngay khu vực này. Đây được xem như là cái cổng còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất trong cái khu vực di tích thành Nhà Hồ đây. Thánh nhân Nam Diện Nhi Thính Thiên Hạ, các công trình lớn của các vua chúa đều quay về phương nam để trị vì thiên hạ. Mà nói về phong thủy thì hướng nam cũng là hướng mát, hướng rất là thuận tiện để thực hiện. Và quý vị thấy con đường chính đi vào thì được đốt lá như thế này. Bên này thì người ta có để lại cái mô hình của việc ghép đá xây dựng thành Nhà Hồ đây, mình có thể nhìn thấy. Sau khi nghe giới thiệu ở đây rồi thì quý vị mình có thể bắt đầu di chuyển đi bộ theo con đường phía bên tay phải như thế này để vào đến khu vực trung tâm. Sẽ được nghe giới thiệu về hình ảnh của vua Hồ Quý Ly, cũng như là cái việc sử dụng những con lăn, những cái hòn bi đá để vận chuyển những khối đá cách đây từ núi An Tôn về để xây dựng nên thành Nhà Hồ, cũng như những cái khẩu pháo bắn đá và những cái súng bắn đá để giúp cho Nhà Hồ xây dựng nên được. Bây giờ mời quý vị vào bên trong cùng với Thịnh để nghe giới thiệu và thuyết minh đây. Người dân, các quan thần thì không được đi trên con đường hoàng gia này đâu ạ. Bây giờ mình đi mình có phạm gì không? Cho văn mình đi trải nghiệm, mình có thể làm vua một ngày. Không, không dám. Thử làm vua một ngày, thử thôi. Muốn làm vua cả năm, như làm vua một ngày. Đây là cái kiến trúc xây dựng các cổng của cổng thành bằng những khối đá to khổng lồ nặng từ 10 đến 20 tấn, rất là đặc biệt, rất là đặc sắc của những hồ đó. Và nguyên xưa thì tại các cổng thành đều có những cái cánh cửa có then cài, và dấu vết của nó được thể hiện ngay cái rãnh đá và cái rãnh đục vào khung cửu đó ạ. Đầu tiên thì người ta cho đất vào bên trong làm cốt trúc, và những khối đá to được để đẽo bao hình múa cam, hình cuối thật là khít nhau, sau đó sẽ chồng lên nhau theo độ cao múa cam của người ạ. Và cuối cùng thì người xưa sẽ moi đất ra thì ngày này có bộ cầu thành. Một số hồi nữa anh chị quan sát đó là quá trình tu sửa sau này thôi, còn trước kia thì cha ông ta chỉ xếp chồng lên nhau thôi, không có sử dụng chất kết dính nào, mà đã hơn 600 năm rồi cùng biến động của thiên nhiên môi trường và con người, tương thành cổng thành ở đây vẫn rất là đẹp đẽ, cái cùng gần như là tuyệt đối đấy ạ. Cái khối đá rất là to, bò nặng từ 10 đến 20 tấn. Cái nền đá này trước kia thì đó là những khối đá vuông thành sắc cạnh và mài nhẵn nhụi đấy ạ. Tuy nhiên thì đến năm 1930 thì người Pháp người ta có làm những con đường để vận chuyển vũ khí quân sự, thì người ta làm răm đá như thế này để đổ nhựa, và khai quật năm 2018 thì lộ rõ con đường đã bị răm đá như thế này rồi. Bên trong đây là khu hoàn thành của chính điện đấy ạ. Có thể ra vào bên trong. Nhà Hồ thì là một triều đại tồn tại trong thời gian khoảng 7 năm thôi, với hai đời vua đó là vua Hồ Quý Ly. Sau đó ông nhường ngôi cho con trai là Hồ Hán Vương và lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng mà chính quyền ông vẫn nắm trong tay. Nhà Hồ đã thể cho chúng ta thấy không, đó là thành tựu đó được toàn thành bằng đá cổ độc đáo bậc nhất vô nhị và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới rồi. Và ngoài ra thì ông để lại cho đời đó là rất là nhiều những cái thành tựu tiêu biểu. Đó là ông là người chữ nôm vào để chấn hương nền văn hóa Việt Nam ạ. Và ông là người phát hành tiền giấy hay là cúng thần công cũng được triều đại Nhà Hồ phát minh ra đấy ạ. Đúng rồi, đầu tiên sử dụng tiền giấy ạ. Một đồng tiền đồng sẽ đổi được một đồng hai tiền giấy. Cái nồi đá An Tôn ạ, anh chị có thể quan sát cái nồi đá An Tôn ạ, nơi lấy đá trên thiết có thể xây dựng như này đấy đúng không? Đại ngô đó là tỉa nghĩa của Hán Việt đấy ạ, là niềm vui, niềm an vui lớn. Trước kia thì chúng ta sử dụng chữ Hán rất là nhiều trước Nhà Hồ đấy ạ, dùng chữ Hán và sau này ông có dùng chữ nôm thôi, nên là người ta đặt niên hiệu theo cái vẫn còn cái hương hướng của người bên Trung Quốc đấy ạ, Hán đấy ạ. Đồng ngô là niềm an vui, sự bình yên đấy ạ, đó là ý nguyện của ấy, một ông muốn xây dựng kinh thành về tô của chúng ta. Rồi bây giờ mời quý vị mình vào bên trong để nghe về kỹ hơn trong khu vực bảo tàng nha. Trong bảo tàng di sản thế giới Thành Đô thì gửi lời chúc sức khỏe tới anh chị. Chúc anh chị và gia đình có một chuyến tham quan vui vẻ và bổ ích. Cảm ơn các chị, Thành Đô đã bao giờ mới đi trong thời gian rất là ngắn, 3 tháng là xong, từ tháng riêng đến tháng 3
1397. Và đây chính là một tòa thành bằng đá độc đáo bậc nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn toàn Đông Nam Á. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2011, thành Nhô đã vinh dự UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và kính thưa anh chị, người cho dựng những thành Tây Đô của chúng ta chính là Hoàng đế Hồ Mê-li. Hoàng đế Hồ Mê-li, ông sinh năm 1335, ông mất năm 1420, tự là Lý Nguyên. Ông có thể quốc gia là Hồ Ông Giật, 40 tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời Hán, ông được một sử gia làm Thái Thú, tỉnh Diễn Châu, ngay thuộc vùng đất Nghệ An. Tới thời Hồ Liêm, ông lại rời đến hương này lại Hà Trung, Thanh Hóa và làm con nuôi của quan tiên lý Lê Huấn. Vì thế, dưới chương trận, ông còn có tên có khác là Lê Quý Ly. Đến năm 1400, khi Hoàng đế Hồ Quý Ly lên làm vua, thì mới lấy lại họ Hồ cho mình, đặc hiệu là Thánh Nguyên và đổi tên nước lúc này là Đại Ngô. Đại Ngô ở đây theo nghĩa Việt đó là niềm vui, niềm an vui lớn sự bình yên và thành nhiều chính thức trở thành kinh đô của nước Đại Ngô trong vòng 7 năm, từ năm 1400 đến năm 1407, của tên gọi lúc này là thành Tây Đô. Anh chị có xem những chân dung vẽ lại Hoàng đế Hồ Quý Ly do họa sĩ Phạm Hoa Mai, ông nguyên là giám đốc Sở Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa vẽ lại. Thông qua về việc nghiên cứu diện mạo, tính cách và một phần tâm linh thì họa sĩ Hoàng Hoa Mai đã vẽ nên bức chân dung Hoàng đế Hồ Quý Ly của chúng ta đi ạ. Và kính thưa anh chị, thì theo sự sắp xếp lại, Hoàng đế Hồ Quý Ly ông sinh hạ được 5 người con, trong đó nổi tiếng là Hồ Nguyên Chừng, con trai trưởng của Hoàng đế Hồ Quý Ly, cũng là một người văn võ song toàn, người đã đúc thành công súng bắn thần công. Anh chị đang quan sát đây là hai khẩu súng thần công được mô phỏng đại súng thần công dưới triều đại nhà Hồ do Hồ Nguyên Chừng chế tạo. Những viên bi đạn đá khi xưa được sử dụng trong súng bắn thần công, đạn đá này là đạn đá khai quật bản di sản thế giới thành Nhô bên trong và bên ngoài cuộc hoàng thành của chúng ta đấy ạ. Và sau đây xin mời chị nhìn hướng về sau bàn quay trở về để xem vì sao Hoàng đế Hồ Quý Ly lại quyết tâm trở thành bất tây đô thay thế cho Hoàng đế Nam ạ. Kính thưa chị, vì sao Hoàng đế Hồ Quý Ly lại quyết tâm trở thành đất Tây Đô thay thế cho Hoàng thành Thăng Long? Thứ nhất, đây chính là quê hương của Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly ông được sinh ra tại Hà Trung, Thanh Hóa và mảnh đất Thanh Hóa cũng được xem là mảnh đất địa linh nhân kiệt với khí hậu địa hình vô cùng thuận lợi. Giáo sư Đặng Xuân Bảng từng viết rằng nếu xét mặt đô hộ thì Thanh Hóa không rộng bằng Thăng Long, nhưng nói về mặt địa hình địa thế thì Thăng Long không hiểm bằng Thanh Hóa, cho nên việc lập đô dựng nước ngoài Thăng Long không chỉ là vùng đất Thanh Hóa của chúng ta đấy ạ. Và nhìn về bốn phía anh chị có thể quan sát bốn phía Minh Thạch đều có những dãy núi và những con sông, từ phía bắc có dãy núi Thổ Thượng làm hậu trấn đấy ạ. Phía nam có dãy núi Đốn Sơn làm tiền án, phía đông có dãy Hắc Quyển và phía tây có dãy núi An Tôn làm án cứ phía tây thành. Xem những dãy núi là vắng con sông, dòng sông Mã từ phía tây chảy tới tức ví như dòng Chầu ạ. Và thứ hai đó là dòng sông Mười từ phía đông lượn về được ví như rắn cuốn. Sông Mười, sông Mã hội tụ tại một điểm phía nam, Đồn Sơn làm minh đường. Đây được xem là một thế đất rất là đẹp theo lịch phong thủy phương đông, có dòng Chầu sông Mã, có rắn cuốn sông Mười là thế đất thạch bàn long sản. Kính thưa chị, tổng thể của di sản thế giới thành Nhô được cấu tạo bởi ba bộ phận chính ạ. Khu hoàng thành nơi sinh hoạt sinh sống và làm việc của vua quan quý tộc tường thành đá đấy ạ. Khu vực La Thành tường thành đất đạ cách chân tổng thành tường thành của chúng ta từ 1 đến 3 km về các hướng. Vòng tường thành này có chức năng nhiệm vụ là bảo vệ toàn bộ kiến trúc và cư dân sống trong vùng, được nhiều cho đất kết hợp với chúng gây ra từ bên ngoài để bảo vệ cho kinh thành và dân cư chúng ta với chiều dài là 10 km vuông. Và đàn tế Nam Giang được xây dựng trên núi Lớn Sơn để là một nghi lễ tế giao tế trời đất cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vương triều trường thịnh và thịnh trị với tổng toàn bộ khu vực rộng 155,5 hecta. Và kính thưa chị, như là ở nhiều khu vực hoàng thành nơi ở sinh hoạt sinh sống và làm việc của vua quan quý tộc nhà Hồ, thì chị có thể quan sát hoàng thành được nhà Hồ cho xây dựng với bình đồ gần như là một hình vuông ạ, với mỗi chiều hoàng thành cách nhau gần 1 cây số. Cụ thể là mặt đông tây có chiều dài là 883 m, mặt nam bắc có chiều dài là 870 m, hoàng thành có diện tích là 77 hecta. Bên trong hoàng thành xưa kia đó là đầy đủ các công trình kiến trúc điện đài nguy nga tráng lệ của Nhô rồi. Tuy nhiên trải qua thời gian thì nơi công trình kiến trúc xưa không còn nữa, nhưng dấu vết để lại đó là nền móng thì vẫn được bảo tồn nguyên vẹn dưới lòng đất. Nếu có điều kiện về mặt thời gian, em xin mời đoàn mình vào bên trong hoàng thành tham quan một số hồ khai quật để hình dung được các công trình kiến trúc điện đài nguy nga tráng lệ của Nhô khi xưa. Và điều đặc biệt bên trong hoàng thành vẫn còn nhớ để lại đó là một đôi rồng đá bị trận đầu cao mật về hướng nam. Rồng đá này là đồng rồng đá trang trí mặt hình để tôn lên vẻ kiêu ngạo của nhà vua. Phía sau đôi rồng đá đó là không quan trọng nhất các vị chính diện thấy được thời gian đầu tiên của nhà vua và phía trong tham quan những cái công trình kiến trúc ở trong hoàng thành. Hoàng thành thì được xây dựng với bình đồ thì gần như là một hình vuông với đồng rồng thành. Cổng thành phía nam và cổng thành chính được xây dựng với đồng rồng đa môn với ba vòng cuốn, cổng bắc, cổng đông và cổng phía tây chỉ xây dựng kiến trúc bằng một vòng cuốn thôi. Và cái công trình kiến trúc của nhà vua bằng đá với khối đá nặng từ 10 đến 20 tấn. Trồng tiếp bên nhau và hầu như không sử dụng bất kể một chất
tường thành bền đẹp như vậy, hồ đã xây dựng như thế nào thì anh chị quan sát cổng thành phía nam này cho em ạ. Đầu tiên trong Nga sẽ cho đất bên trong là một chút những cổ đá to được kè đẽo theo hình bóng cam, thì vừa tới mình tham gia thu hoạch sẽ trồng lên nhau theo dạng tâm bóng cam một người, cuối cùng thì người sẽ moi đất ra thì thành các khoảng một cổng thành như thế này ạ. Và cũng giống như các tường thành thì cổng thành này hầu như không sử dụng bất kể một chất kim loại nào đâu ạ. Bằng sức nặng đúng nhất của cái đá mà dựng nó lên được trong qua thời gian càng ngày càng vững chắc hơn. Cổ đá này có trọng lượng 10 đến 20 tấn ạ. Và lúc khi mình ra một nam để em chiêm ngưỡng toàn thành cổng thành đẹp nhất ở di sản lịch sử Thành Đô ạ. Và kính thưa chị, cách cổng thành tường thành hơn 50 mét, hồ còn cho xây dựng một hệ thống hào thành ạ. Hào thành là một hào nước nhân tạo chạy xung quanh vùng tường thành và cách 50 mét mang chất bảo vệ trực tiếp cho kinh thành, thành cao, hào sâu hay thành và trì ạ. Và hiện nay thì còn cũng hào thành phía đông trong quận hào thành còn tương đối bên mặt 6 mét nhất ạ. Nếu có thời gian thì mình cùng tham quan quận hào thành này, nó là một sông bảo vệ do kinh thành và là cái nơi ngắm cảnh của hồ đấy ạ. Và cái nơi chị thì là nhiều được xây dựng với chất liệu chính là đá và bằng đất. Theo thống kê khoảng hơn 25.000 mét khối đá và hơn 100.000 mét khối đất được đội chuẩn bị kinh thành xây dựng trong thời gian 3 tháng là điều rất thích kinh ngạc và không phục của chủ hồ đấy ạ. Và mình sẽ đặt ra câu hỏi đó là đá xây dựng thành được lấy ở đâu và vận chuyển như thế nào. Thì bốn phía xung quanh kinh thành chỉ có quan sát đó là những dãy núi đá thôi. Và đá ở thành hồ, đá ở Vĩnh Lộc được thiên nhiên ban tặng và có nguồn nước rất là dễ bóc tách và khai thác. Thì vào tháng 7 năm 2011, các nhà nghiên cứu khai quật thảo cầm đã phát hiện được núi đá Aton ạ. Và cách cổng thành phía tây hơn 2.5 cây số, đá rất là giống với đá xây dựng tòa thành của chúng ta ạ. Và để hiểu rõ hơn về đá xây dựng thành và cách thức vận chuyển những khối đá khổng lồ như thế nào để xây dựng tòa thành chúng ta trong thời gian 3 tháng thì xin mời chị đến với những phần tiếp theo ạ. Vâng, cái này là để vận chuyển những khối đá khổng lồ để xây dựng kinh thành Đế Đô như hồ đấy ạ. Anh chị quan sát bên trên đây ạ, đây là cái dãy núi đá Aton như em đã giới thiệu. Đây là nơi lấy đá trực tiếp cho việc xây dựng kinh thành Đế Đô. Anh chị có thể quan sát cái núi đá Aton này được phân bậc từng lớp từng thớ, rất là dễ bóc tách và khai thác. Vì mình biết rằng công cụ thế kỷ 14-15 cùng thô sơ, người xưa chỉ dùng những cái khoan bằng tay và những cái đục để đục khối đá khổng lồ như thế này tách khỏi núi đá để xây dựng kinh thành Đế Đô thôi ạ. Và một khối đá được lấy tại núi đá Aton ạ. Trên phiến đá này thì có rất là nhiều vết gia công chế tác đục đẽo từ người xưa để lại. Thì cái công cụ thô sơ thì 14-15 đấy ạ. Và do viên đá bị lỗi về mặt kỹ thuật, nó không được vuông thành sắc cạnh như khối đá xây dựng thành phía bên ngoài chỉ có sát đấy ạ. Thì nó được bó lại tại núi đá công. Đá này gọi là đá phế liệu, đá không được sử dụng tới. Thì phiến đá này có trọng lượng khoảng độ 2.5 tấn thôi ạ. Và kính thưa chị, để vận chuyển những khối đá nặng hơn 10 đến 20 tấn về xây dựng kinh thành Đế Đô thì nhà hồ ông đã nghĩ ra những con lăng kết hợp với những viên bi đá hình tròn này. Để một con lăng và một viên bi đá và để những khối đá to khổng lồ ở phía bên trên dùng sức động vật thật là khỏe như là sức trâu, sức voi, sức ngựa để kéo về kinh thành của chúng ta đó. Đó là cách thức vận chuyển bằng đường bộ. Ngoài ra thì ông còn mang hệ thống sông lưới, sông mã, hệ thống hào thành bao quanh để vận chuyển những khối đá khổng lồ bằng đường thủy và khi con thuyền của bè đấy ạ, và để vận chuyển trong thời gian xây dựng thành 3 tháng. Và kính thưa chị, sau khi mà xây dựng kinh thành Đế Đô thì những viên đá này còn được sử dụng với mục đích thứ hai nữa, đó là tận dụng loại xây là vì thế đạn trong súng bắn đá này ạ. Em chỉ có thể quan sát cái cấu tạo của súng bắn đá như hồ đấy ạ. Có một quả đối trọng được đặt ở cuối cân và đầu cân còn lại được từ 6 viên bi đá xây ra bền chắc 1 đến 2 lượt kéo ạ. Khi mình thả xây ra thì những viên bi đá này sẽ được giảm đi vì những quả đối trọng này nó nặng hơn những viên bi đá sẽ là những viên bi đá thấp ra từ bên ngoài. Thì thường những cái bề bắn đá này đặt trên các cổng thành, tường thành để bảo vệ thành tích cho kinh thành vì cự ly của nó không xa so với chúng thần công, những cái độ sát thương và cái độ mạnh của nó rất là mạnh ạ, vì đạn đá rất là nặng từ 10 đến 40 cân cơ ạ. Xin mời chị đến với những tờ tiếp theo ạ. Và kính thưa chị, để xây dựng các công trình kiến trúc điện dài nguyên 2.7 bên trong này không thể thiếu được đó là gạch. Và gạch nhà Hồ thì nó có điểm khác hơn so với những góc triều đại khác đều được đóng dấu các tên đấy ạ. Và theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thế giới Thành Hồ, thống kê được cũng khoảng hơn 300 địa danh trong cả nước tiến hành việc thu phận quy hoạch xây dựng tòa thành của chúng ta đấy. Sở dĩ Hồ Quý Ly ông cho đóng dấu các tên như thế này để ông kiểm tra số lượng và chất lượng của từng địa phương. Nếu mà địa phương nào làm không đúng, không đủ số lượng chất lượng thì sẽ bị xử theo quy định của chính hồ. Vì Thành Hồ được xây dựng trong thời gian cấp tốc 3 tháng, vì vậy ông phải huy động quân dân và phải chọn lựa đá kỹ càng, thô chuẩn bị kỹ càng đấy ạ. Chính vậy mà gạch đá như hồ hơn 600 năm dưới lòng đất rồi, nhưng mà độ sáng và cái độ bền mỏng là đến từ trình độ rất là cao, rất là tuyệt vời đấy ạ. Anh chị có thể quan sát mà có thể sơ vào những cái nhân vật tại gạch ngói này để
quan sát cái độ chắc chắn và bền đẹp của những viên gạch nhà hồ đấy ạ. Hôm nay chị đến với những vật tiếp theo ạ. Và tại trung tâm bảo tồn di sản thế giới Tây Hồ đã triển khai được hơn 20 lần nghiên cứu khảo sát rồi, rất là nhiều những hiện vật kiến trúc đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc hồ được tìm thấy đấy ạ, như là ngói âm dương, ngói bò, ngói lá, ngói hữu sen, gạch trang trí hoa cúc, gạch trang trí hoa chanh, gạch lát nền thường. Anh chị có thể quan sát những hiện vật kiến trúc của hồ có kích thước tương đối là lớn đấy ạ. Nó thể hiện rằng khi xưa cái kiến trúc bên trong hoàng thành nó có rất là nổi bật, quy mô, uy nga tráng lệ đấy ạ. Hơn 600 năm dưới lòng đất mà người xưa chỉ luôn bằng rơm, bằng dạ, bằng kem thôi, mà người xưa có thể luôn được những viên gạch bền chất đẹp như thế này. Và gạch đá như hồ có một đặc điểm là không bị rông rêu và bị ghi bám vàng, rất là đẹp đấy ạ. Mời chị đến với những lần tiếp theo ạ. Cái này là cái nhân vật kiến trúc trang trí vẻ đẹp quy quyền của nhà vua đấy ạ. Lá đề này, lá đề cân, ngói đầu lao, ngói ấn, đầu dòng và tượng chim minh ương. Đấy là cái xưa tại cái đá đấy. Nơi to hơn thì chân tảng đá nó sẽ to hơn, còn những cái cung của vua hay là cung của hoàng hậu, thái hậu thì nó nhỏ hơn. Có thể nhân được chân tảng đá này, có thể luôn một số ảnh nhận là chân tảng.